Hello, chào mừng bạn đã đến với Shopee Club. Hôm nay là nói gì vậy ta? Chủ đề của hôm nay, buổi hôm nay mình sẽ làm một clip ngắn thôi. Sorry các bạn, mình mới gọi đầu xong nha. Đây chị mình nha. Xin chào toàn, mình vừa nhận được một món quà từ Active Store ở Hồ Chí Minh từ anh Tommy Lê. Để xem quà có gì nha. Một siêu phẩm. Đây là dành cho những bạn chưa biết ha. Đây là quần T8 Rum. Quần này là mình rất là thích. Nói chung là mình có rất là nhiều quần chạy, nhưng mà mỗi lần ray cái kiểu hay là chạy luyện tập mình đều mặc T8 thôi. Tại vì nó có cái bao rất là phù hợp, rất là dễ đựng mọi thứ, đựng điện thoại chạy là không có lo bị sọc sọc gì luôn nha. Xíu nữa mình sẽ chụp hình ở dưới comment. Chưa. Bà đen, giải bà đen Mountain Marathon. Cuối tuần này mình sẽ mặc quần này chạy. Yeah. Mình mặc là quần size XS nha, là size nhỏ nhất. Ui kinh quá. Đây là cái phiên bản đặc biệt Red Limited dành cho Việt Nam. Cái cờ Việt Nam không? Còn đây là cái lót T8 Commandos. Chắc là cũng size XS. Nó cũng giống như cái lót cũ của mình. Cái lót cũ mình mặc rất là nhiều luôn. Nhiều khi mặc những cái quần chạy khác mình vẫn mặc cái lót T8 bên trong. Đây, xịn đấy. Cái gì nữa đây ta? Còn món cuối cùng. Đây là cái khăn. Kinh quá à. Thẻ đó nha. Quý màu xanh. Trời ơi, khăn bự như vậy. À, nó kiểu như khăn đa năng vẽ cái neck gaiter. Cái khăn này thì chạy trail hoặc là chạy rock dài phù hợp nè. 21-42 ở đây cũng được. Hoặc là băng tay. Dễ thương quá. Đợi một xíu mình sẽ up cái hình mặt có quần này lên nha. Mặc dù dạo này hơi lên ký nhưng chắc là XS cũng được. 2 ký chắc không sao. Thôi. Biệt, bye bye.